Đây rồi. Xem đây em ơi. Khách vẫn đang chờ để nhiều thịt nha anh nhá, ăn cho nó phê, nhiều thịt cho nó sướng đấy, cái chân nó phải thế mới ngon. Nhiều thịt ít dưa, bập luôn đây anh, bập luôn, chưa để bán hết được kìa anh nhỏ. Sợ chặt luôn chân giò này nha các bác. Em ở đối diện quán là quán nào? Nó lại chưa bỏ ghế ra anh ạ. À, được. Em vừa đi đón được cò. Dạ nó ủ vào đây một lúc là đấy nó mất ngon thì cho Hoàng ngồi sau cầm không phải đậy. Cho tôi bán người không úp cái anh kia. Anh đi hôm đấy em lại vừa đám cưới anh tin ạ. Đám cưới á? Vâng. Ừ thì hôm đấy anh em nào dỗi đi. Thì đi mà. Trên nhà bà ngoại gọi điện ra chuẩn bị chương trình cho mình hết rồi anh ạ. Em à, đi là chơi đây, chân đòn lắm anh ạ. Cái chân đấy luôn. Đấy đợi tí. Nhưng mà bà đây uống rượu uống bia làm cái đầu này thôi nhé. Đấy, lấy đầu ăn cái này nhỉ? Lấy lại đây nhá. Lấy ít thôi. Lấy một nửa đi. Không, lấy gì nữa. Bây giờ cái chân đỏ bao nhiêu cân gì? 250. 250 cân nữa. 250. Nó chỉ 250. Đằng nào không 220 thôi. Ok luôn. Dĩa này bao tiền thì bà chủ 1 cân 3. 45, 40, 190. Anh ơi cái này bỏ đi nhá. Em để cho người ta biết là lợn đen đây mà. Cứ múc vào. Cho bà xuống cầm. Múc vào. Đấy, mở ra rồi. Đấy, đấy, để như thế. Đấy, đấy, đấy.